Dạ, em xin chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem trên kênh Gió Mùa Ký Sự. Lời đầu tiên thì cho em xin được phép gửi lời chúc đến toàn thể mọi người có một buổi chiều an lành, thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đã trở lại với kênh của em. Hôm nay để tiếp tục những chia sẻ về cập nhật xây dựng cầu Mỹ Hưởng 2 bên trụ tháp T15 bên bờ của Tiền Giang nha cô chú anh chị em. Bên các anh của đội thi công do việc kéo cáp treo chữ văn nè, bên trụ tháp T15 bên bờ Tiền Giang. Đây chính là việc thi công cho việc mà kéo cáp treo dây văng lần thứ tư, cáp treo dây văng số 4 nè, của nhịp cầu nhịp dây văng cầu nhịp cầu số 4 nè, khối nhịp dầm SK4 bên trụ tháp T15 bên bờ Tiền Giang nha. Cứ là hoành tráng, cứ là đông anh em công nhân đang thi công tại đây. Vị trí này rất là nguy hiểm cho nên em không thể đứng lâu được nha. Và cô chú cũng nhìn thấy rõ cái công đoạn đang thi công các cuộn cuộn cáp treo dây văng đang được dần dần những sợi cáp treo dây văng đang được kéo ra trong cái cuộn để mà luồn vào bên trong cái bó ống màu xanh nè, chính là ống của bó cáp treo dây văng, và người ta sẽ luồn vào bên trong cái ống màu xanh này là 31 sợi cáp treo dây văng nha. Nắng quá, hôm nay trời rất là nắng, rất là gay gắt, miền Tây hôm nay rất là nắng nha, cho nên là anh em phải che lại để thi công bên dưới để có thể quan sát được với trên thiết bị màn hình máy tính. Đang kéo hai bên luôn, một góc bên kia và một góc ở bên đây là của khối dầm SK4, khối nhịp dây văng số 4 hướng ra ngoài lòng sông nha cô chú anh chị em. Hướng ra ngoài lòng sông, hướng qua bên bển. Đây chính là việc thi công của khối nhịp dầm số 4, trong tổng số là 16 nhịp dầm để thi công đến nhịp cuối cùng là nhịp giữa hợp lòng giữa. Qua tìm hiểu thì em được biết là trong một cái ống cáp treo dây văng màu xanh này nè thì nó có tới là 31 sợi. 31 sợi tao trong đó, và mỗi một sợi tao, mỗi một sợi cáp treo dây văng thì sẽ có 6 đến 9 sợi bọn nhỏ bên trong. Thì em cũng xin chào những anh em công nhân bên đội FPN đang thi công cái phần một của cáp treo dây văng này luôn. Và cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em đang thi công trên công trường Mỹ Hưởng 2 này thật nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt công việc của mình. Công đoạn đang cắt cáp. Ở video lần này thì em sẽ cho cô chú thấy được những hình ảnh của cái công đoạn này một cách tường tận nhất. Thì vì có nhiều cô chú bảo là chia sẻ, cũng như anh chị bảo là chia sẻ xuyên suốt một cái công đoạn đó đi, cho nên em sẽ chia sẻ xuyên suốt một công đoạn. Còn lúc trước thì em sẽ chia sẻ bao quát hết luôn, cho nên là một khu vực này em chỉ chia sẻ một chút,
khu vực kia em sẽ di chuyển chia sẻ một chút đó, thành ra là như vậy. Còn video này thì sẽ chia sẻ lâu hơn về một cái công đoạn này nha. Có thể là cho xong một cái công đoạn này khoảng cỡ 5-6 phút gì đó thì em sẽ di chuyển vị trí khác. Tại vì hạn hẹp trên một cái video thì không thể ở một chỗ lâu quá, cũng như rất là nguy hiểm. Bên cạnh đó thì như vậy thì sẽ không thấy được những cái vị trí, những cái hạng mục nơi khác đang thi công những cái công việc gì. Thì quan sát thì em thấy là bên cái trụ tháp T15 bên bờ Tiền Giang á, thì có cái công đoạn như là tiến độ nó hơi chậm hơn một xíu so với bên trụ tháp T16 bên bờ Vĩnh Long nha. Thì cô chú cũng thấy rồi đó, bên trụ tháp T16 bên bờ Vĩnh Long ngày hôm qua á, thì đã kéo xong cáp treo dây văng rồi, và hôm nay thì đang thi công cho cái việc mà cấy thép của dầm dọc và dầm ngang của cái khối SK4 á, khối dây văng số 4 cấy thép. Kéo dây văng xong thì người ta sẽ tiến hành cho việc cấy thép nha. Cấy thép dầm dọc và dầm ngang của khối nhịp dây văng số 4. Và sau đó để tiến hành cho việc đổ bê tông toàn bộ cái khối SK4 này. Còn bên của Tiền Giang thì hơi chậm hơn xíu. Thì ngày hôm nay mới tiến hành cho cái công đoạn của việc kéo cáp treo dây văng của nhịp dây văng số 4 này. Thì em được biết là cái đội mà FPN, công ty FPN đảm nhận cái việc thi công cái khối dây văng số 4 này á, thì cũng luân phiên cũng như là chia ra nhau để thi công giữa hai cái trụ tháp T16 và T15 bên bờ Vĩnh Long và bên bờ Tiền Giang nha. Cho nên là mình nghĩ cũng như em nghĩ là không thể cùng lúc hai cái đội, cũng không thể cùng lúc nào mà cái đội FPN, công ty FPN này chia ra thành hai cái nhóm giữa bên bờ Tiền Giang và Vĩnh Long được, theo như em nghĩ là vậy. Cho nên thành thử ra thì bên đây xong thì sẽ tiếp tục làm bên kia đó. Hôm nay thì nắng rất nhiều, có thể nói là cái việc mà thi công ở ngoài trời này nắng ở trên cái công trường này cực kỳ vất vả gian nan đối với những anh em đang thi công cái công đoạn mà kéo cáp treo dây văng này, và những anh em đang thi công ở ngoài nắng như thế này. Và nhìn xung quanh thì em thấy là cái khối SK4 này, cái dầm dọc nè, dầm ngang thì em thấy là đã có lắp cái cốt thép dầm ngang của khối SK4 này rồi đó. Và em sẽ chỉnh góc nhìn cho cô chú có thể thấy được hai bên luôn nha. Giữa một bên bên hướng bên đây và hướng bên kia, hay còn gọi là hướng bên kia là hướng bên hạ nguồn, hướng đổ về cầu Mỹ Thuận 1, hướng hạ nguồn đổ qua cửa biển. Còn hướng ngược, hướng này, hướng kế bên dưới màn hình chính là hướng đổ lên thượng nguồn. Nói vậy thì cho dễ phân biệt. Ý mà bây giờ hiện tại thì cũng đã là 17 giờ chiều rồi đó, mà thời tiết thì em thấy là rất là nắng luôn. Mình phải nói là rất là vất vả đối với những anh em công nhân đang thi công tại đây. Và cái việc mà kéo cáp treo dây văng này nè thì cũng phải theo một cái trình tự, theo một cái quá trình nhất định như cô chú anh chị em. Và cụ thể ra sao thì bên những anh em kỹ sư thì người ta sẽ gành, nhưng mà em có thể nói sơ lược như vậy. Thì sẽ có những thiết bị máy móc á, nó sẽ tinh chỉnh để tính toán cho cái quá trình mà kéo cáp treo dây văng này á, làm sao mà cho theo một cái tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ như chẳng hạn như trong đó thì có 31 sợi tao á, của một cái ống, một cái bó cáp treo dây văng màu xanh này, thì sợi nào cũng phải được kéo theo một cái gọi là cái cường độ á, cường độ kéo, căng kéo nhất định, theo đúng một cái tiêu chuẩn nhất định đó. Thì để cho tránh cái tình trạng như là giữa các sợi trong 31 sợi cáp này nó không có đồng đều nhau, thì cũng gây ảnh hưởng và gây cái sự cũng như là rất là lớn, ảnh hưởng rất lớn đến cái sự mà chịu lực cho nguyên cái khối dầm SK4 này nha cô chú. Thì nguyên cái khối dầm SK4 này thì nó có hai cái khối dầm SK4 của nhịp dây văng SK4 này, thì một cái nhịp dây văng SK4 này hướng ra ngoài bờ sông, và một nhịp khối dây văng SK4 hướng vào bên trong bờ, bên bờ Tiền Giang á.
và thì người ta sẽ thi công tương tự từng theo một cái logic, theo một cái từng quạng vậy á. Bây giờ là ăn khối SK4 rồi, sao sắp tới thì sẽ xong những công đoạn, sẽ thi công cho khối SK5 cho đến SK16 nha cô chú. Và cuối cùng thì giữa hai đầu của SK16 ở giữa lòng sông, người ta sẽ thi công cái khối nhịp hợp lông giữa đó. Thì cái khối nhịp hợp lông giữa đó đó, ở chính giữa lòng sông, thì cái khối đó hiện ta không có cáp treo dư văn thì nó cũng tương tự như là bên cái trụ bên cái cầu Mỹ Thuận 1 vậy đó, thì theo em thấy và nhìn nhận như vậy đó. Và cái thành phần của cái cấu trúc cấu tạo của một cái sợi cáp treo dư văn thì em chưa rõ, nhưng mà khi mà em có thông tin tìm hiểu chính xác và cũng như là có nhiều thông tin hơn về cái cấu tạo cũng như cấu trúc của một sợi cáp treo dư văn thì em sẽ chia sẻ trên một cái video nào đó gần nhất có thể, nếu mà em có đầy đủ các thông tin và cơ bản nhất cho cô chú hiểu về cái cáp treo dư văn nha. Và cô chú cũng thấy rồi đó, thì cái những cái bánh xe đang cuộn, những bánh xe đang cuộn, đang cuộn những cái sợi cáp treo dư văn á, để luồn vào bên trong cái ống màu xanh nè. Ống màu xanh này thì cho em được gọi đó chính là bó cáp nha, tại vì là nó chứa tới 31 sợi trong tổng, rất là nhiều sợi trong tổng, cho nên là em sẽ gọi là bó, một cái bó, một cái ống cáp treo dư văn màu xanh nè. Và cô chú thấy ở góc bên dưới nè, góc bên dưới chỗ mà che những cái mái che nè, thì bên dưới thì có những anh em kỹ sư bên dưới, người ta dù có những cái thiết bị máy tính, máy móc á, để tinh chỉnh mà đo cái cường độ khéo của từng sợi ra sao như thế nào. Và thì em sẽ di chuyển qua bên đây cho cô chú thấy được cái nơi làm việc của những anh em đang tính toán cũng như bên cái thiết bị này nhé. Có thể là sẽ không thể quan sát được hết vì cái vị trí này thì nó bị che bởi cái mái che nè. Đây mình nhìn xung quanh bên trên cái khối bảng mặt cầu, nhịp cầu trước nè, sau đó tiến lại đây vị trí này. Tương đối là hơi khá nguy hiểm, nhưng mà em sẽ cố gắng gần nhất có thể, nhưng mà bên cạnh đó thì sẽ quan sát xung quanh trước cái đã để cho cô chú thấy. Thì cô chú cũng thấy ở đó thì có hai ba anh ở bên dưới khu vực này nè, đảm nhận cho cái việc mà tính toán, và có một cái máy rất là lớn nè, có hiển thị màn hình bên trên nè để tính toán các thông số kia nọ nè, để cái việc mà kéo và căng kéo từng sợi cáp nó sẽ được theo một cái quy trình nhất định. Rồi bây giờ thì di chuyển lên, những anh em mà bận cái áo màu xanh nè, màu xanh đột chuối nè, màu xanh đột chuối này thì là bên đội thi công của công ty FVN, cái gói thi công cho cái việc kéo cáp treo dư văn. Còn những anh em mà bận áo màu xanh xanh đậm nè, nón vàng thì bên cái đội mà trung chính của công ty trung chính đảm nhận cho cái việc xây dựng cái nhịp cầu, các nhịp cầu đến nhịp cầu K16 và cho trụ tháp T15 này. Vị trí này tương đối là nhạy cảm và khá nguy hiểm. Đây cũng một cái công đoạn vừa cắt cáp xong rồi nè. Khi mà kéo đủ cái độ kéo căng được một sợi xong đó, thì người ta sẽ tiến hành cho việc cắt cáp. Cắt cáp để tiến hành luồn cái sợi cáp tiếp theo vậy đó. Và em xin nhắc lại đây chính là việc chia sẻ về cái quá trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, là cầu cao tốc bắc qua sông Tiền, kết nối giữa bờ Tiền Giang và bờ của Vĩnh Long, nằm trong hệ cao tốc Bắc Nam nha, là trục đường cao tốc từ Bắc vào Nam á, huyết mạch đang xây dựng trong quá trình hiện tại này.
để qua cái cầu Mỹ Thuận 2 này đó. Và ở hạng mục này thì đang trong cái hạng mục là xây dựng cái khối nhịp dây văng SK4 này trên tổng số là 16 nhịp dây văng của cầu Mỹ Thuận 2 nha, bên trụ HT15 bên bờ Tiền Giang. Và cô chú cũng thấy cái anh công nhân này anh đang cắt cáp nè, cắt cáp treo dây văng. Và bây giờ lắp đặt luồn vào, gắn vào cái vị trí theo vị trí thiết kế để làm tiếp những công việc của ảnh và cho cái thi công cho cái công đoạn này. Quan sát bên dưới thì có thể thấy những chiếc tàu, những chiếc ghe, những chiếc xà lan lớn đảm nhận cho việc chuyên chở hàng hóa bên dưới đường thủy nè. Cảnh rất là đẹp luôn. Bên dưới dòng sông Tiền hiền hòa này mang đậm cái phù sa của miền Tây quê em. Có lẽ là em phải di chuyển chỗ khác thôi. Thì bên trên cái cẩu nó đang di chuyển tới rồi. Rồi như vậy thì cô chú cũng anh chị cũng thấy được việc thi công hiện tại của việc kéo cáp treo dây văng của cái khối nhịp dây văng số 4 này nè. Vị trí đó là vị trí của cái niêm neo của cáp treo dây văng. Vị trí của đó nó sẽ cố định và giữ các sợi cáp treo dây văng lại, cố định vào cái ụ neo này. Hiện tại vị trí này tương đối là khá phức tạp. Để quan sát xung quanh em mới dám di chuyển. Thì nhiều cô chú cũng như có một số anh chị có thể không hiểu đâu, cái quá trình mà để có thể ghi hình những thước hình này rất là đặc biệt khó khăn, cũng như rất là nguy hiểm luôn á. Khi mà có những người mà từng trải, những người mà từng điều khiển mới cảm nhận được hết cái sự khó khăn của nó, đòi hỏi phải có một cái kỹ thuật đặc biệt, cũng như là phải có trải qua, cũng như là phải mất mát đó. Thì em cũng từng mất mát một số thiết bị như vậy đó, mới có thể nói là tạm có thể mà điều khiển, chứ thật sự mà nói chưa phải là hay, chưa phải là giỏi đâu. Trong khi đó thì việc ghi hình thước hình này thì
còn phải có sự may mắn. Kỹ thuật là một chuyện mà sự may mắn nữa. Rồi bây giờ thì em sẽ di chuyển cho cô chú xem toàn cảnh từ cái khối nhịp K1, K2, K3 cho đến K4 nha. Tương đối khá là nguy hiểm. Ở bên đầu bên đây hướng vào bên trong bờ nè của khối nhịp dây văng số 4 SK4 thì bên trong đây cũng đang đảm nhận thi công kéo cáp treo dây văng hướng vào bên trong bờ nè. Như vậy thì chiều ngày hôm nay là 17 giờ 9 phút rồi của ngày thứ hai, ngày 20 tháng 3 2023, thì cô chú cũng đã thấy được diễn biến của việc hiện tại tiến độ của việc xây dựng bên trụ tháp T15 vào Tiền Giang rồi. Cô chú cũng đã thấy hiện trạng của việc đang kéo cáp treo dây văng của nhịp dây văng số 4 của khối dầm SK4 rồi. Còn đây là cái phần cầu dẫn bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang của cầu Mỹ Thuận 2. Ở cuối video này thì cô chú quan sát đôi nét, rồi sau đó thì em sẽ di chuyển ra cho cô chú xem toàn cảnh của trụ tháp T15 và Tiền Giang này và kết thúc video này nhé. Và cô chú nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Và mời cô chú cùng xem cái đoạn kết ở cuối video này nhé.